Trên truyền hình đang ngày càng có nhiều các sản phẩm quảng cáo, sản phẩm phát triển chiều cao, thậm chí nhiều người sẵn sàng chịu đau đớn để kéo dài chân. Điều này chứng tỏ khát khao trở nên cao lớn của người Việt Nam là rất phổ biến. Trên thực tế thì chiều cao trung bình của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong vòng mấy chục năm qua, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, cơ hội để chúng ta thoát khỏi danh hiệu bất đắc dĩ, lùn nhất châu Á không phải là không có. Người Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, chiều cao phổ biến chỉ khoảng 1m45 đến 1m55. Lớp người 70-80 tuổi bây giờ, không nhiều cụ cao đến 1m60. Gần 100 năm sau, thế hệ trẻ Việt Nam đã có nhiều đổi khác. Các học sinh cấp 3 chưa phát triển hết này, cao hơn nhiều so với cha ông. Trong khoảng 50 năm qua, chiều cao trung bình của người Việt đã tăng khoảng 5cm. Nửa thế kỷ trước, người Nhật Bản cũng có vóc dáng như người Việt Nam. Nhưng đến nay, trung bình người Nhật đã cao thêm 10cm. Hiện, nam thanh niên Nhật cao hơn 8cm so với Việt Nam và nữ cao hơn 4cm. Câu chuyện của Nhật Bản cho thấy, gen chỉ quyết định một phần sự phát triển của con người. Đến tận đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cơm độn bò bò, ngô, khoai vẫn là những loại thực phẩm phổ biến tại Việt Nam. Cơ cấu bữa ăn và dinh dưỡng trong vòng 30 năm qua đã có sự thay đổi. Đó cũng là khoảng thời gian vóc dáng của người Việt có nhiều cải thiện. Khu vực thành thị và nông thôn thì các cháu ví dụ cùng 15 tuổi nhưng các cháu khu vực thành thị là cao hơn từ 6 đến 8cm. Và nhất là các cháu lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì khi mà đã được hỗ trợ dinh dưỡng tốt thì các cháu sẽ tăng trưởng. Đây là cũng là một cái giai đoạn gọi là cửa sổ vàng để chúng ta tác động và tăng cái chiều cao của các cháu. Hy vọng nâng chiều cao của người Việt không phải chỉ có một. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy việc phát triển chiều cao của trẻ phụ thuộc vào di truyền 20%, còn dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường chiếm đến 80%. Tuy nhiên hiện nay, người Việt Nam được xếp vào nhóm lười vận động nhất với chỉ khoảng hơn 15% số người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày. Thanh niên Việt Nam chỉ cao ngang thanh niên Lào, Myanmar nhưng thấp hơn thanh niên Campuchia. Thể dục thể thao trong trường học mà học sinh không được tập thì khi lớn lên là biến tập là phải, nó không có thói quen tập luyện ngay từ mẫu giáo trở lên. Một đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt giai đoạn 2010-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí gần 6.000 tỷ đồng để nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5cm vào năm 2030 và nữ là 157,5cm ở độ tuổi 18. Người Việt sẽ không còn phải tự ti khi đứng cạnh bạn bè quốc tế. Những cuộc thi đấu thể thao sẽ không còn thất bại vì tầm vóc hay thể lực. Và cao hơn là cải thiện thể chất giúp hiệu quả lao động và chất lượng cuộc sống của con người tốt hơn.